Thưa quý vị, qua hơn 4 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, trở thành nguồn nội lực quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận hiệu quả từ chương trình OCOP là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Triển khai từ năm 2019, đến nay huyện Châu Đức có 21 chủ thể với 43 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Đây là địa phương có sản phẩm OCOP nhiều nhất, chiếm gần 30% sản phẩm OCOP của tỉnh. Hỗ trợ các sản phẩm vươn xa thị trường, huyện Châu Đức đã xây dựng 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi liên kết nhằm bao tiêu sản phẩm, tạo thu nhập ổn định bền vững cho nông dân. Thì sản phẩm mình được mà trưng bày trong đây á, thì nó ghi nhận một cái dấu ấn. Thứ nhất là sản phẩm mới đạt được những cái chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì khi mà đặt chỗ đây thì tin tưởng và độ tin cậy đối với khách hàng nó sẽ cao hơn. Thì khi mà người ta tin dùng cái sản phẩm này thì cái khả năng là phát triển thị trường và quảng cáo sản phẩm của mình nó cũng sẽ mạnh hơn. Huyện cũng đã tổ chức xúc tiến thương mại cho các cái chủ thể nhằm để quảng bá xúc tiến thương mại để các sản phẩm OCOP này để không những trong địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà cả khách du lịch và cả khách trong nước để người ta biết đến sản phẩm cái đặc sản của huyện Châu Đức. Với nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, thời gian qua các địa phương đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ chương trình OCOP như xây dựng hệ thống chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, chương trình thu hút đông đảo chủ thể tham gia và ngày càng có nhiều sản phẩm đạt OCOP được gắn sao. Hiện toàn tỉnh có 147 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 63 sản phẩm 3 sao và 84 sản phẩm 4 sao. Làm OCOP, dân người ta sẽ làm được cái sản phẩm đẹp, sạch và chất lượng hơn. Qua đó đến tay người tiêu dùng người ta ưa chuộng hơn. Các sản phẩm mình bây giờ là đến tay người tiêu dùng dễ dàng hơn, người ta sẽ biết đến thương hiệu hơn. Không chỉ góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hợp tác xã, chương trình OCOP còn từng bước chuyển đổi quy mô sản xuất nhỏ lẻ sang hướng chuyên canh hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phối hợp với các sở ban ngành để tổ chức các cái hội nghị cũng như các cái hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình có khả năng có điều kiện để mà quảng bá, giới thiệu cũng như phân phối các sản phẩm trên địa bàn của cả nước. Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển thêm 200 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên khoảng 350 sản phẩm. Đây cũng là cách định vị chất lượng thương hiệu nông sản Made in Bà Rịa Vũng Tàu trong nước và quốc tế.